xin thưa các bạn, trận đấu đang diễn ra kèo khí pháo 2-2, bên kia là Huy Võ và Hồng Dịch, bên đây Diệu và Phong Nhỏ. Khí pháo cho nhảy 12m các bạn. Cho nên hết tài rồi đó, cái nó kỳ nó dở lên đó. Bóng ngoài. Một không vui bỏ. Kìa mình khó chịu không? Trời ơi. Điểm với Võ 2-0. Bóng tốt. Điểm với Diệu 1-2. Bóng ngoài. Ba một cho Vi Võ. Cái đó tại nó ngoài cái kỳ chứ nó kỳ qua được chứ. Một pha bóng lỗi của Vi Võ quá đáng tiếc. 2-3 cho Diệu. Hay quá ha. Bóng ngoài. Bốn hai cho Huy Võ. Quá tốt. À ha, chạy xuyên tập liên mấy này thiệt chứ. Cái cặp bên kia là nó trong trong. Nó cứng đó là biết gì không? Là đúng vị trí. Vì Võ thì nó phái ở dưới. Hồng Dịch thì nó đứng ở trên là nó đứng một cặp nó hợp lệ. 5-2 cho Huy Võ.
Nếu người này không quay hả? Một pha cài bóng quá đẹp của Quy Võ. 6-2 cho Quy Võ. Đó đi bắn chùa Quỳnh Bình Liên Thiện nghĩa đi bắn chùa luôn. Hết giống. Tiếp tục là pha bóng ngoài của Diệu. 7-2 cho Quy Võ. Tiếp tục lộ hoa kỳ lỗi của Diệu. 8-2 cho Quy Võ. Cách biệt luôn. 8-2 các bạn. Bóng tốt. 3-8 cho Diệu. Quá tốt. 4-8 cho Diệu. Bóng ngoài. Điểm cuối cho Quy Võ. 9-4. Cái thằng hậu dịch này nó quýnh ở trên cánh nó hay dữ lắm luôn đó, khó ăn nó lắm. Mà dễ ăn ở đâu. Bóng ngoài. Điểm với Diệu 5-9. Quá tốt rồi. 6-9 cho Diệu. Vô.
Kết thúc trận đấu, đã giành thắng về cho Quỳ Võ và Hồng Dịch. Kèo khí pháo sang dài 12m22. Set đấu thứ hai, bên đây Quỳ Võ kết hợp với Hồng Dịch, bên kia Dẹo và Hồng Nhỏ. Quỳ Võ xin lỗi. Điểm với Dẹo 1-0. Kèo này kèo 7-3. Cái này 7-3. Bóng tốt. Điểm cho Dẹo 2-0. Đó ngoài cái kèo nữa ăn chính luôn. Kèo nữa ăn chính luôn. Thế là cái gì? Tầm cái rổ phải không? Rồi đá thêm 2 cây chính luôn. Quanh 2 cây chính. Bóng ngoài. Điểm cho Quỳ Võ 2-1. 4 cây. Lỡ điểm Quỳ Võ 1-2. Một pha giật bóng quá tốt của Dẹo. 3-1 cho Dẹo. Trái đó quá hiểm, chứ nó pha sao không kịp. Quá hay. Quá hay. Quá hay. Và trận bóng quá đẹp của Hồng Dịch, điểm cho Quỳ Võ 2-3.
Hay quá. Quá đẹp. Pha giật kỳ kéo sân quá đẹp của Dẹo. 4-2 cho Dẹo. Không, nãy giờ nó kỳ hai trái đẹp thì ha. Dẹo kỳ hai trái. 8-8. Con cày đây thiếu này. Cọp đấy. Đi cầm. Cái vô, cái đó vô. Bóng ngoài 3-4 cho bị vỏ. Nó kêu bóng cào quá nó chào. Thì gan mượn kêu chấp nhận đây với đây chấp. Chấp nó phải trước mà nó chồng phải luôn. Chấp nó đỡ có con ăn chết. Không còn em là đời anh chẳng. Nè, anh nói tôi nghe nè, dịch. Người ta chấp vậy đó, ta ở bên kia thì này cũng ăn là đền đó. Nè, nó trước. Cái cũng ăn là đền đó. Ở đây gọn cây á. Điểm 3-4 chứ bị vỏ. Bốn đi cho bây giờ. Vậy đó, vậy đó mà cứ ở dưới kia điện lên mà có hộp dịch không? Cát quýnh hộp dịch không à? Lên đây quýnh chung. Dinh. Để uống đi. Giờ quýnh chưa đâu. Bóng ngoài, chuyển cho vỏ 5-4 hai bên đổi sân. Gớm những đi chợ. Gớm tiền chúng ta. Gớm biển lấy. Xong rồi canh liên cho hồi này bên đấy chưa như ta. Vậy. Rút lượng vài mét đi. Vô vô. Đấy. Cắt thiệt có giỡn thôi nha. Mà cái kẹo đó sao có? Không có. Thì nói nhỏ lên ta nhỏ lưng miếng. Bóng ngoài. Điểm chưa vợ 6-4. Ai chứ?
chấp ai? Chấp anh với kèo sao? Muốn sao vô? Thằng chuẩn như quỷ, hai dở luôn. Vô. Thì mình mời quýnh. Tức là gì trâu nào chết nó? Em giờ phải chiêu mộ được, nó gã nhóm thì chịu mời. Chiêu mộ gì đây cũng được. Chơi cũng thường mấy đủ lòng cá luôn ra đâu. Mình không quen chịu nổi đâu. Mình không quen vẫn được. Vô. Quay cái kiểu quá đẹp của học dịch. 740 gì đó. Quá đẹp. 84 cho bị vỏ. Hay quá. Điểm gì dẻo 58. Năm như bị bỏ. Bóng ngoài kết thúc là sẽ đấu thứ hai này tiếp tục là giành thắng về cho bị bỏ và